Trong series khám phá các điểm tham quan văn hóa và lịch sử ở Cố đô Huế hôm nay, chúng ta sẽ ngắm nhìn Huế từ một góc độ khác, con đường đi bộ trên tường thành. Đây là một trong những điểm tham quan mới ở Huế gần đây. Sau đường đi bộ trên tường thành Huế là một tuyến phố đi bộ đặc biệt được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chỉnh trang và nối thông vào năm 2023. Đây là một cách thú vị để du khách có thể khám phá di sản Cố đô Huế từ một góc nhìn mới. Đường đi bộ này dài khoảng 1 km bắt đầu từ eo bầu Nam Sương, phía trong cửa Thể Nhơn hay còn gọi là cửa Ngăn, và kết thúc ở eo bầu Nam Thắng, phía trong cửa Quảng Đức hay còn gọi là cửa Sập. Trên đường đi, du khách có thể ngắm nhìn các công trình kiến trúc lịch sử như Phu Văn Lâu, Nghinh Lương Đình, Kỳ Đài hay Hào Nước. Đường đi bộ trên tường Thành Huế được thiết kế với các vọng gác ghế ngồi và cây xanh để tạo không gian thoáng mát và tiện nghi cho du khách. Du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi hoặc chụp ảnh tại các vị trí này tuy nhiên du khách không được leo lên tường thành vì rất dễ ngã do rêu trơn và có thể làm hư hỏng di tích con đường đi bộ dọc bờ tường kinh thành huế từ eo bầu nam sương phía trong cửa thể nhơn hay còn gọi là cửa ngăn sang eo bầu nam thắng phía trong cửa quảng đức hay còn gọi là cửa sập ngang qua cột cờ phu văn lâu đã được nối thông cho người dân du khách đi qua theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế, từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão, đơn vị đã chỉnh trang, nối thông đoạn đi bộ phía trên tường thành nhằm có không gian mới cho người dân, du khách khám phá cũng như thuận tiện việc lên, xuống thăm thú ngọ môn. Thời gian tới, Trung tâm sẽ trưng bày thêm hình ảnh các nghi lễ cung đình, vua, quan triều Nguyễn, phục dựng cảnh lính gác tuần tra, giúp sinh động thêm tuyến đường đi bộ. Theo dự kiến, đến năm 2025, tuyến đường đi bộ trên Thượng Thành sẽ nối thông hoàn toàn. Việc nối thông tường thành không chỉ giúp người dân, du khách có thêm trải nghiệm mới mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản gần gũi hơn. Tuyến đường đi bộ trên thượng thành dài khoảng 800 mét, du khách sẽ khởi hành từ những bậc thang ở cửa ngăn. Khu vực du khách trước đây không được leo lên nên khi con đường này được thông đã thu hút sự tò mò của nhiều người, gồm cả người dân sinh sống tại thành phố Huế. Lần đầu tiên tôi biết có một góc đi bộ thế này, có thể ngắm một phần khu thành cổ Huế từ trên cao một trải nghiệm mới khá thú vị minh hà một du khách từ hà nội cho hay đứng trên vọng gác du khách có thể thấy lối vào kinh thành huế và hào nước bao quanh triều đình nhà nguyễn một thời không chỉ được biết đến qua một đại nội bề thế mà còn là cả các công trình xung quanh mỗi công trình có một kiến trúc chức năng riêng biệt tạo nét đặc sắc riêng cho cả một tổng thể nằm bên dòng sông hương án ngữ trước kỳ đài hai công trình phu văn lâu và nghênh lương đình mang dáng dấp uy nghi của một triều đại lịch sử Phu Văn Lâu là một tòa lầu chính nằm ngay trước kỳ đài trên quốc lộ 1 trên trục chính của Hoàng Thành Huế. Lầu nằm quay mặt về hướng Nam. Ngay trước mặt Phu Văn Lâu có một cái sân rộng dẫn đến nhà Nghinh Lương đứng trên bờ sông Hương. Phu là trưng bày, Văn là văn thư, Lâu là lầu đây là cái lầu trưng bày văn thư của triều đình nhà Nguyễn thời xưa. Phu Văn Lâu còn là nơi ban phát lịch hoặc các sinh hoạt vui chơi dành cho dân chúng do triều đình tổ chức. Thời minh mạng, nhà vua quy định sau khi các chiếu thư được tuyên đọc ở ngọ môn hoặc điện Thái Hòa sẽ được đặt trên Long Đình, có che lọng và quân lính theo hầu hai bên để đưa ra niêm yết tại Phu Văn Lâu. Năm 1821, sau khi chuyển lô, danh sách các khoa danh tiến sĩ được đem niêm yết tại đây. Vì tính long trọng như vậy nên hai bên lầu có hai bia đá khuynh cái hạ mã, nhắc nhở tất cả mọi người đi ngang qua Phu Văn Lâu phải nghiêng nón xuống ngựa để tỏ lòng kính cẩn. Hai bên trước mặt Phu Văn Lâu có đặt hai khẩu súng thần công nhỏ bằng đồng hướng vào nhau. Trước mặt Phu Văn Lâu là một ngôi nhà nằm kế bên sông Hương gọi là Nginh, Nginh, Lương Đình. Nginh Lương Đình tiền thân là Lương Tạ, nằm trong hành cung Hương Giang, dùng để làm nơi nhà vua ra hóng mát và lên thuyền du ngoạn. Ban đầu Lương Tạ là công trình tạm đầu năm được dựng lên, đến mùa thu được dỡ xuống. Dòng sử liệu đầu tiên nhắc đến Lương Tạ là Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ với nội dung mùa thu tháng 7 bộ công tâu đã nói đinh nghênh lương đã dựng xong trở đi gặp ngày kỷ niệm quốc khánh xin trần thiết trang nhã trong đình ấy cùng diễn kịch diễn hát cho công chúng xem vua cho như lời xin Thông tin từ đoạn sử liệu và dòng lạc khoản bằng chữ Hán, Khải Định Tam Niên Nhị Nguyệt Cát Nhật Kiến Tạo, xây dựng vào ngày tốt tháng 2 năm Khải Định thứ ba trên bức hoành phi mặt hướng ra sông Hương của công trình đã cho thấy, Nghinh Lương Đình đã có tên như ngày nay và được trùng tu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch năm Khải Định thứ ba 1918, và tại thời điểm này, chức năng của công trình đã thay đổi, công trình không còn nằm trong hành cung Hương Giang, chỉ dành cho nhà vua mà đã trở thành sân khấu trình diễn kịch hát cho công chúng xem trong các ngày lễ lớn. Với chức năng mới, Nginh Lương Đình cũng có nét tương đồng với các đình dân gian khác là trở thành nơi tổ chức sinh hoạt cộng đồng, chỉ khác là Nginh Lương Đình thuộc quyền quản lý của triều đình và chỉ mở cửa cho công chúng trong các ngày kỷ niệm đặc biệt. Mặc dù hình ảnh Nginh Lương Đình trở thành biểu tượng cho kiến trúc di sản Huế khi hình ảnh của nó và Phu Văn Lâu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chọn in trong đồng tiền mệnh giá 50.000 đồng, nhưng hình ảnh Nginh Lương Đình hiện nay có đích thực là Nginh Lương Đình thời Nguyễn hay không thì ít người được biết.